từ bồn cây, bãi cỏ, cống nước. Từ hẻm nhỏ ra đường lớn, đâu đâu cũng có sự xuất hiện của những chiếc khẩu trang y tế đã qua sử dụng, thậm chí là bị vứt ngay cạnh thùng rác như thế này. Trong bối cảnh dịch bệnh, khẩu trang y tế được xem là rác thải độc hại, cần được xử lý theo quy định. Tuy nhiên, một bộ phận người dân còn kém ý thức, vô tư xả thải ra môi trường. Nhiều lần mình ra ngoài đường, mình thấy người ta tiện tay vứt khẩu trang ngoài đường nhiều lắm. Thì trong lúc tình hình dịch bệnh như thế này, mình thấy cái hành động đó rất là mất vệ sinh, dễ lây lan dịch bệnh và chưa kể là gây thêm ô nhiễm môi trường nữa. Tôi thường đi tập thể dục ở công viên này nè, tôi thấy nhiều cái khẩu trang quất dưới đất dữ lắm. Nhân viên vệ sinh đó, người ta quét dọn sạch sẽ rồi cũng có nữa. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Thái Văn Nam, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Ứng dụng HUTECH TP.HCM, việc lượng lớn khẩu trang y tế không được xử lý đúng quy cách gây nhiều tác động tiêu cực cho cộng đồng cũng như gây áp lực lớn cho môi trường. Cái tác động thứ nhất ấy, đó là cái tác động về cái sự bền vững lâu dài của cái khẩu trang này khi ra môi trường. Cũng như là nhựa vậy đó, nó có thể tồn tại 50 cho đến cả trăm năm, nó sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng đất, tây gắt tắc nghẽn các dòng chảy. Cái tác động thứ hai đó là tác động về mặt cảnh quan, về mỹ quan. Chúng ta thấy cái bãi cỏ luôn có cái màu xanh rất là đẹp, nhưng mà khi có những khẩu trang màu trắng rồi màu xanh rồi màu đen nó vương vãi trên các cái bề mặt cỏ như vậy thì nó cũng không còn cái ý nghĩa là xanh sạch đẹp nữa. Cái tác động thứ ba đó là cái tác động về mặt dịch bệnh. Cái khẩu trang là cái nơi mà nó để lại các cái giọt bắn cũng như là các cái rỉ mũi và các cái yếu tố có thể là chứa các cái vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm, có khả năng phát tán cái dịch bệnh rất là lớn, rộng hơn ra cộng đồng. Và cái tác động cuối cùng, tất cả mọi các nguồn thải khi thải ra thì đều thải ra sông, ra suối, rồi cuối cùng là ra biển và đại dương. Đấy thì ở biển và đại dương ấy thì rùa biển này, cá heo này và nhiều các sinh vật biển thì nó lại nhầm tưởng đó là các thức ăn của nó. Và khi nó ăn vào trong cái dạ dày và trong cái đường ruột ấy, thì nó có thể gây tắc nghẽn các hệ thống đường ruột. Và từ đó thì nó gây chết hoặc là gây ngập thở đối với các sinh vật biển này. Các chuyên gia cảnh báo nếu không thay đổi hành vi, tiếp tục thói quen tiền đâu vứt đó, trong tương lai, khẩu trang y tế sẽ góp phần làm gia tăng lượng rác thải nhựa, đe dọa sự sống. Một cái khẩu trang bình thường như tôi đang đeo đây thì cái khối lượng của nó khoảng 10 đến 30 gram cho một cái khẩu trang khi thải bỏ. Và tính cái dân số Việt Nam tới năm 2020 khoảng 98 triệu người. Trong đó khoảng làm tròn là khoảng 66 triệu người trưởng thành, có nghĩa là tuổi từ 16 cho đến 64. Thế tôi lấy một nửa đó thôi là khoảng 30 triệu. 30 triệu người một ngày thải bỏ một cái khẩu trang 30 gram. Thì như vậy chúng ta có thể tính ra được khoảng là 9.000 tấn khẩu trang một ngày. Chúng ta thấy là lượng cực lớn đấy, và với cái lượng này nó sẽ gây một cái tải rất là lớn đối với việc thu gom và xử lý nó. Cái lượng mà rác thải khẩu trang đó sẽ góp phần và gia tăng thêm cái lượng rác thải nhựa hiện nay. Và cái lượng rác thải nhựa hiện nay cũng đang là vấn đề hết sức là nhức nhối đối với biển và đại dương và đối với xã hội đấy. Và lâu dài thì khi mà nó phân hủy ra thì nó tạo thành các cái vi hạt, và các vi hạt nhựa này thì cái tác động của nó còn nguy hiểm hơn so với cái rác thải mà loại lớn. Bởi vì với vi hạt này thì có thể xâm nhập vào trong tế bào và trong mạch máu của các sinh vật biển. Rồi từ đó nó có thể nó gây ra những cái biến dị, cái quái thai dị dạng và gây đột biến gen đối với sinh vật này. Và cuối cùng nó tác động đến chính con người chúng ta trong cái chuỗi dây chuyền thực phẩm. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Thái Văn Nam, ngay lúc này cần có những giải pháp thiết thực. Tăng cường thùng rác phân loại rác thải y tế nơi công cộng, trong gia đình, trường học cũng như các cơ quan. Khuyến khích dùng khẩu trang vải chống giọt bắn thay cho khẩu trang dùng một lần. Cần có điều luật xử phạt riêng, đủ sức răn đe đối với hành vi vứt khẩu trang không đúng nơi quy định. Cần đẩy mạnh tuyên truyền tại các địa phương, các tổ chức, trường học. Quan trọng nhất vẫn là ý thức người dân. Chung tay phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường sống là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người.